Ok. Trận trước bán SLR chứ trận này có bán nữa đâu. Trận trước bán SLR đang ngon, tự nhiên một quả để ngu. Mất trận top 1 đẹp. Dọ Ninh đấu dọ Hải Dương nhỉ? Anh ở Bắc Hải Dương nè. Anh chả thấy giống nghe giọng về gọi là đặc giọng của Hải Phòng anh mà. Em không, này em có X3 này có ai bắn không? Không, anh có đủ. Anh biết đấy. Đúng mà. Nếu mà em về Hải Dương ạ, lúc nào em nghe được câu em đó. Mà không vùng nào có được luôn á. Quê mà. Anh dòng Hải Dương á, anh chả qua Hải Dương bao giờ luôn ấy. Ông giống em thề luôn á. Người Hải Dương nào cũng em á. Đấy. Qua resort đi. Nói chung có thể là okay. Nghe nó là lớn. Em tưởng tư em thì ở đâu? Không, em không. Kiểu em hơi nhẹt mồm ra ấy, một chút. Đúng anh rồi, cũng bị thế rồi. Mà, em. Chắc là sát nhau, chắc là bị lấy. Không được cái mạng nào. Không được mạng nào à mèo? Vô lý. Em bắn nhiệt lắm luôn á, không ăn được mạng nào. Không ăn được mạng nào á? Em. Vâng. Chìm ra. Em ăn được em là chó luôn á. Vãi nồi. Yeah. Em bắn liếu xong cuối cùng. Này. Bị một thằng ở dưới hầm đấy nó cam em á, nó cầm mép to mà em không có mũi ra nên không dám xuống. Ok. Là anh Tuấn ăn được mấy mạng? Anh ăn 4. Mấy mạng người đấy? 3 mạng người, 1 mạng boss. Thế em cũng ăn được 2 mạng người. Đó thì tổng 6 mạng. Ủa? Em giết được 2. Chỉ có 1 team bay xuống rồi, chắc chắn chỉ có 1 team Nhật bay xuống thôi. 1 team bay xuống. Có ông nào tưởng em được 4 mạng thì 2 mạng boss. Thế à? Không. Dị vậy. Không biết bây giờ người thật, người mê bot lẫn lộn không biết đâu một lần. Thế có khi cái thằng anh giết ở trên gốc cây cũng là bot à? Có lẽ không vậy. Có khi thế. Có... Tại vì lúc mà bay em lúc nào cũng là người hủy follow nên là em bay ở trên trời em nhìn thấy 4 thằng trước. Chỉ có 4 thằng thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã follow mình nhá. Em không vào được cả online follow và chia sẻ nhá. Đấy là thế là do mạng em rồi. Em làm gì ấy? Em chơi comment center này. Tinh có 4 mấy à? Em có 2 cái X6 rồi này. Không mất được cả Lone Knight rồi. Ok rồi. Anh bắn AK Silent với cả QBU comment center. Thế em bị lag rồi. Em phải công nhận đấy. M16A4 này nó táp mà X6 fail kinh khủng luôn. Nhầm. Em zoom về X A fail táp M16 X6 á. Ngon mà, chẳng qua nó không nhanh được như là X4 hơn. Em thích nhất là táp M16 mà X6, sướng. Thích táp X4 rồi. X4 thì anh là táp, nếu mà cho anh lựa chọn thì anh vẫn thích táp X4 bởi vì là X4 là anh tự tin nhất, mẹ nhanh nhất, mẹ chuẩn nhất. Em thừa một cái comment center này ai lấy không? Không, anh đủ hết rồi. Em đủ hết rồi. Hai súng em đủ rồi. Chuyện này anh bắn. Ui. 6. Trời ơi, resort không có người. Đồ còn nguyên. Chưa lút rồi. Không, trái lút cả nước này. Có người. Một câu chuyện buồn. Ui, từ em lên đây. Đây rồi, sau nhà anh ơi. Hình như là con boss anh ạ. Người. Người nhá. Ok. Nó ở chỗ mà có thể nhảy được ấy. Anh đáp. Cái chỗ anh đáp bom đấy là con thằng anh vừa nốc. Em thấy nó mà sau nhà. Đi. Em trái em phải này. Công vào. Nó nghe thấy mình sẽ nó rụt. Phải trái phải. Ủa, nó bò đi đâu nhanh vậy? Vô lý nhở? Em không bot không phải người. Không, người. Bắn anh gần, bắn anh chuẩn lắm. Đây rồi. Em nghe tiếng của nó rồi. Phải không ta? Có khi anh đang nghe nhầm tiếng ông Tún ở trong nhà. Thật. Không thấy nó. Rõ ràng anh nốc nó mà sao nó bò được nhanh vậy? Vô lý. Nó không thể bò nhanh như vậy được. Hư cấu. Vô lý hư cấu. Đây anh ơi, bên này. Ở đâu? Vừa hiện đây rồi. Hai, anh ăn được luôn, rồi, final luôn thẳng của anh. Người nhá, full K3 đồ đạc này, chết rồi. Người mà, tức là kêu là boss. Đúng rồi, người. Đây có mũ 3 này, ai chưa có mũ 3 này. Thôi đi luôn đi em ơi. Ra ba lành này anh Tuấn này, ra ba lành này. Ok xong. Ở đầu kia có mũ 3 nữa. Hết người rồi. Thôi đi thôi, đi thôi. Ôi em không kiếm một cây súng tát được luôn đấy. M16 đây. Em chưa thấy cây nào hết. Vẫn đang cầm mà 4 mẹ Uzi. Đây vào nhà này. Hay, kiểu có. Thiếu gì? Đây 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 thì anh ấy, em vào là em nhặt lại khẩu K98 này, này này. Như em bắn ca, em có ít 6 em bắn ca. Tôi vậy. Quay lại làm cái gì? Tôi là để chửi chói Linh là thế nào nhỉ? Tôi có làm gì sai đâu. Con gái là vậy đấy anh ạ. Chả cần biết là ông làm cái gì cả. Tôi thích thì ông sai, ok. Cứ nhìn mấy thứ, cứ nhìn anh cái là chó Linh vãi trưởng. Ô bo lệch rồi anh ơi, bo ngược rồi. Bo ngược về đâu? Ok. Về sửa hướng anh ạ. Rồi em chạy. Cái thính gần bọn mình này. Đâu anh? Ok. Ốp luôn. Lọc. Lọc lá vậy. Ok cảm ơn mọi người. Có người, có team đẩy đến. Ui, em thấy rồi. Nó ui. Nó thấy nó bắn thấy em rồi. Em thấy ít nhất là 2 thằng nhá. Ok. Nó ở đâu vậy? Gần cái thính. À thằng đá đúng không anh? Đúng rồi. 2 thằng. Anh mới thấy được 2 thằng. Kìa đang lấp ló kìa, nó đang thính kìa. Yếu. À, lốc 1 thằng rồi, lốc 1. Lốc 2. Ở đây. Căng vậy. Em đi à? Không anh gạt. Anh Tuấn gạt. Thơm. Bảo rồi tính mà. Vẫn còn mua 3 giáp 3. Mà em sấy. Đấy giàu lắm anh ơi. Thấy bừa thì được. Tính vẫn còn thừa giáp 3 mua 3 này. Nó có ca này. Garoza giảm thanh này. Đấy. Thôi đi vào bo đi xem như thế nào nào. Trời ơi bọn nãy ở đây tôi cầm tạm cái. Bạn nó này. Anh nghĩ bạn nó ở gần đây thôi. Bạn nó chắc chắn ở gần đây. Để ý. Để ý xem. Không anh ơi, có bốc ghi. Bốc ghi của bọn nó, kiểu gì mình giết cứ đề phòng đi. Dạ. Xem có thằng lằn phơi nắng không? Mú bình nước. Chắc bạn nó chỉ quanh đây thôi anh nhỉ. Cứ đề phòng. Cẩn tắc vui náy. Ok cảm ơn mọi người nhá, chào Phong Gió nhá. Tính ở trước mặt anh này. Trận này em chưa ăn được một mạng boss nào nhỉ, sao em cảm thấy tự ti quá. Anh Tuấn ơi. Ơi. Nhi với Vân vẫn đang tức em cái vụ hôm qua em chơi với cái con bé gì ấy, em sợ nó thật. Bách trưởng. Lại chẳng. Hôm em thấy kinh quá. Hôm em thấy Vân đăng cái kỷ niệm cái gì nhỉ? Cho nó X6 mà không cho người yêu X6. Mãi về sau em biết tắt mic ở trong clip, còn em tắt mic của nó đi được. Sợ vãi. Thôi đi, thích lại còn giả vờ. Thích cái gì kinh lên được. Thôi anh hiểu mà. Không phải những cái gì nó vừa nhưng mà nó thế thì ai mà thích được. Vân ơi, nó đang dối lòng đấy Vân ạ. Không, cái này là em củ hành nó đi em. Ông nào mà thấy gái xinh mà không thích chứ. Xinh gì? Biết mặt nó bao lâu mà xinh, biết nó đâu, biết là con nào đâu. Ai mà biết sao được chơi? Không? Ai mà biết được? Nó không biết là sao chơi. Nó bảo nó ở bên Nhật. Nó biết nó ở đâu. Nào đã được miếng nào đâu. Đấy, thế hóa ra là cũng phải có ý định ăn 1-2 miếng rồi đây anh ạ. Trời đấy. Ơi, mẹ đi tù một không chả đùa. Đi tù, nó đi sang Nhật là chứng tỏ nó phải đủ tuổi rồi. Không biết đâu được, nó bỏ không biết, sao lại mời người ta chơi cùng. Em chơi với nó mấy hôm rồi, nó nói chuyện tử tế, nó cũng bình thường. Thế mà hôm qua tụi nó ghê vãi. Chơi mấy hôm rồi. Gần chơi mấy hôm rồi. Thì mấy hôm nó vào chơi live thì nó bảo cho chơi cùng thì cũng cho chơi. Thế là thế vì bé chúng nó cho đã hiểu. Chơi bình thường. Nhưng nào ngờ không biết là hôm qua được cái miếng gì ở đâu mà nó về đâu ghê vậy. Sợ thật. Sao vắng thế nhỉ? Còn có 13 thằng thì ông bảo không xong vắng. Còn có 10 thằng à. Này, cục thính ở đây này. Mong là bị loot rồi. Ui kia anh ơi. Bị loot gì nữa? Bị loot. Em với kép. Bị loot nhá. Ok. Bị loot thì chứng tỏ bọn nó cũng chỉ gần đây thôi anh ạ. Đúng rồi. Thính còn khói mà. Thính mới mà. này chưa đi đâu xa được. Chính xác, chính xác. Thính còn khói mà. Lúc anh em chạy đến mới tắt mà. Cùng lắm là dưới khu nhà này này, nhà trước mặt mình này. Bọn nó vừa bắn ở gần khu nhà đây, anh Linh ơi cẩn thận. Khu nhà phải ấy, đó, khu nhà bên đường á. Uống nước vào em ơi. Đây. Em không có nước luôn, em chỉ có thuốc thôi này. Đây. Thế à, em thế. Nước với thuốc đều là một em. Đều như nhau hết. Nó vừa bắn ở khu nhà phải này anh ơi, khu 235 rồi. Nhà này á hả? Nó vừa bắn, anh không nghe tiếng súng nó bắn à? Anh không. Một rồi, đó. Đây rồi. Đấy. Đây này, có thằng chạy này. Ui thằng kia lắc ghê vậy. Rồi. Ui rồi. Ui em bắn thằng đấy, em bắn thằng đấy gần chết rồi đấy. Anh chỉ táp thôi, trúng 1-2 viên là nó đi à. Kìa kìa, trên đường một lũ kìa anh kìa. Ok, anh nhìn rồi. Ui chúng nó không nhau anh ơi. Đằng sau mình điện cũng có đằng sau bên trái của mình này. Vừa tại vì nó bắn mà. Final kìa anh Tuấn. Ừ. Anh có bao nhiêu anh phệt bấy nhiêu. Không chắc là chết lâu nhiều quá rồi thì nó phải nằm thôi. Bọn nó công nhau điên người ở trên kia. Sợ rồi, đúng rồi. Đây đang chạy kìa anh kìa. Một thằng. Em nhớ mắt thằng heo hồng rồi đấy, thằng heo hồng. Còn một thằng mặc con gấu à, con lợn nữa. Đây dưới em. Rồi xong. Trời ơi. Xong được em một tiếng này. Chết rồi. Anh nhanh có thể em nhìn thấy mà chưa kịp bắn. Anh đứng lên mà, anh đứng lên trên mỏm đá anh sấy xuống mà. Đứng lên cao. Vào trong khu nhà kiểm tra nào. Khu nhà đoạn anh vẫn nốc. Anh nghĩ là còn đấy. Em nghĩ là thằng làm phơi lắng ở đằng sau cái nhà này. Ừ. Cái đám nhà này. Kiểm tra đi. Tuấn ơi, cho anh em bắn ăn mạo với xem nào. Anh có ăn được cái gì em đâu. Không mạo. Mèo được mang nào. Em được không mạo. Không mạo. Bãi rồi. Nhà có lia. Có một cái thằng đang lách đấy. Ôi, top 1 không mạng cũng được em ạ. Top 1 không kill tí đã ra. Linh còn nhớ cái thằng công tượng nó lách không? Xong rồi tự nhiên anh em đang bắn đây, ông Tuấn ăn mạng không hiểu. Đúng. Anh bắn hay như thế phải ăn mạng. Anh nó, chắc anh táp chúng nó được 1-2 viên là chết rồi đúng không? Đâu anh táp nó mấy băng liền đấy. Nó chết thằng ấy trâu vãi. mấy băng nhưng mà chúng có 1-2 viên à. Đi. Thằng ấy công phượng nhập lách kinh thật. Còn có 3 thằng anh ơi. Rất tiếc nó có công phượng đến mức nào đi chăng nữa thì đạn anh nó đều có gọi là gắn truy tìm mục tiêu rồi. Chạy được rời. Có mà chạy vào nồi, chạy vào mồm. Chạy vào nồi. Nào, nhìn mấy thứ anh Nhi với Vân kiểu. Để em vào check nhà kho. Ủa? Sao chỗ kia lại có một con xe nổ kia? Anh có điều kiện sang Nhật đâu mà thích cái Nhật. Phang nhau á. Tầm này chúng nó phơi hết rồi. Còn có 3 thằng tầm này không mà phơi kín lắm. Em nghĩ là bọn nó ở trên khu nhà này này, trên nhà trên đồi này. Chào anh Nhi nhá. Cái gì slot cái gì? Sao? Đấy vẫn đang cày cú em này. Có phải lỗi thôi em đâu. Đấy là lỗi lên khu nào. Lên khu nào? Anh em lên. Lên. Đúng không? Chết này. Anh có biết. Chết này. Giờ không lên thì ông Tú nó ăn hết. Bây giờ không lên nhanh thì tí nữa anh Tuấn anh ăn hết. Ui. Trời ơi cái hòm cứ tưởng là nó nằm cơ. Thôi. Coi như chúng nó đã chết nhá. Kia là đang thằn lằn kìa anh kìa. Hướng nào anh ơi cho em ăn nào anh Linh. Đây nè, một viên. Ông Linh ông ấy lổi thì máu tham rồi anh ạ. Ui, không anh viên cũng chết kìa. Sao thằng đá. Rồi, em... Siêu phẩm đó. Yếu luôn đấy. 2 viên ca rồi. Ông bắn xong. Ui. Đây này sau thằng đá trước mặt này. Ở nhà anh Tuấn ơi. Ồ hồ, hay là anh vẫn ăn được. Còn thằng cuối em biết nó ở đâu à? Thằng nào vừa táp anh vậy? Em thấy nó rồi. Là thằng cuối đấy. Thấy thì ping lên cho anh em thử. Anh nghĩ là nó ở nhà vệ sinh ấy. Rồi, cung hướng. Ở nhà kia. Ở bên trái nhà đấy em vừa binh nhá. Coi như nó chết nhá. Thằng này phải là của anh. Bây giờ là ai ăn nhanh thôi. Thôi anh Tuấn ơi. Top 1 không kill mèo ơi. Đấy luôn. Anh thôi. Cuộc sống là nó luôn vũ vàng như vậy đấy em ạ.